Sau một hồi quằn quại mang đồ lên đất liền, chúng tôi lại lên trên thuyền để đi câu cá nhái. Cá nhái. Đây là mồi câu, đây là mồi câu. Rồi, chúng tôi có mang theo mồi câu. Cái này là cái cách cái dụng cụ để câu nè. Đây. Câu. Thấy chưa? Đây là bông. Mình sẽ buộc một cái đầu cước vô đây. Ở đây nó có cái lỗ nè, mình sẽ đục đầu cước vô đây. Sau đó mình sẽ thả xuống đây thì con cá nhái nó sẽ theo cái này nè, nó ăn cái răng của con cá nhái, nó sẽ răng cưa đấy, nó sẽ cắn vô đây và nó dính, rồi sẽ dính và mình sẽ có đồ ăn mình ăn. Thấy cá ngu không? Thấy cá ngu không? Rút ra này là hư rồi đó. Hy sinh một cái thì hy sinh là có hai con cá thì ngu không? Rút ra hư rồi đó. Anh cắn thử dính không? Anh cắn vô liền. Tiếng tàu to quá, mình mới nói cho to. Bây giờ tụi mình sẽ móc màu vào lưỡi câu. Không có lưỡi đâu, câu móc màu. Câu cá nhái là không có cần màu gì hết. Đây là cái mồi của cá nhái nè. Tơ thôi. Đó. Tối nay các bạn sẽ được nghe cái sự tích tại sao có cái sợi tơ này là chờ video clip tối nay. Còn bây giờ sẽ móc cái này vô. Đó, còn ngư dân họ sẽ buộc rất là dễ. Còn mình là mình không có chuyên nghiệp gì buộc. Đó, mình buộc mắc đúng thể mẹ đó. Ông cột quá trời. Đâu cá ăn à? Đây là cá ăn. Cá ăn ơi. Ồ, có một con đang ăn, Quay đi. Ừ, cá đang ăn rồi, anh ấy đang kéo cá vào. Đây. Cá nó dễ gì vậy không? Tuyệt vời. Trời nó bự. Đây. Đây. Đó. Sau một hồi kéo co thì chúng tôi cũng được một con cá nhái. Anh già là khó là kéo co là không có được đâu, cá đụng cá nó khó. Kéo co là không có được đồ ăn đâu nha. Còn ở đây là kéo co là được. Con này là cá coi 2 tấn 4 tấn nha bạn. Đó. Có rồi đi, cái này nãy giờ có bốc coi là được một con rồi nè. Ngon quá à. Đây cái mỏ này nó dài. Cái mỏ dài lắm. Đây nó bốc này đâu, nó bốc chính tôi nè, mọi người thấy nè nó bốc. Đây nó cắn cái mỏ nó vô trong cái mồi là nó dính luôn, nó không có rớt ra được nữa. Là cắn lên à. Và đây là con thứ hai của chúng tôi. Tuyệt vời. Ghê ghê. Trời ơi. Ăn ngon lắm á. Và đây là phía sau của đảo. Trời quá, quá trời luôn, quá trời đá luôn. Dưới đây san hô nhiều lắm nè. Trời, nãy giờ cá nó không chịu ăn luôn á. Ngoài đây có mấy cục đá nữa. Này. Một ngày nào đó mình sẽ lại bơi ra ngoài đó. Ủa, ngoài đây hàu nhiều hơn nè anh. Ngoài đó hàu quá trời luôn. Bơi ra ngoài đó luôn rồi hả? Bơi dữ vậy. Ồ, dính rồi, dính rồi. Yeah, chúng ta đã được hai con một lúc. Thôi. Đây. Ba con luôn ơi. Rồi. Ồ, không dính mà không dính thôi, dính quá trời trời. Oh yeah. Đây con, ô con này bự. Trời ơi. Yeah. 4 con ở đây được con nữa nè. Ủa nhục vậy. Ôi đâu rớt mẹ nó rồi. Đâu ra tao mất rồi. Ủa sao con chút xíu vậy? Có chút xíu à. Em bé. Có em bé. Sủ nhi rồi. Thôi quá cũng được. Chà chà. Này rớt mới nhục nè.
Dơ lên à, đâu rồi, đâu rồi, dơ lên. Ù má, gai đã. Cuộc mía thôi, thả đi má ơi. Cắn, cắn ra, cắn ra. Ui, lại được một con nữa. Cũng được 7-8 con gì rồi. Buồn thiệt chứ. Mọi người ơi, trời ơi, người ta câu dính nãy giờ quá trời luôn, còn mình ngồi cầm sợi dây cầm hoài không dính con nào hết. Đây, đây, đây là con của đồng đội chứ không phải con của mình. À, trời ơi, dính một lần cho tôi kéo, cho tôi có cảm giác coi. Sau một hồi câu đã đời thì chúng tôi đi xin cá. Sau một hồi đi sinh tồn chúng tôi quyết định rồi, thấy có ngư dân thôi xin cá cho nó khỏe. Ô quá mệt quá. Đây người ta đang bắt cá suốt thì giờ tụi mình xin cá suốt để về nhà làm gỏi ăn. À, trời trời trời, đừng nói ông đang đập con cá người. Ơi, cái khu bãi đảo này cũng khá là đẹp. À, bãi biển là trời, tự nhiên có cái hòn rồi nó nằm coi, nhìn mắc cười. Giúp vụ cần thiên kìa, quả đi đẹp quá trời. À, đây và anh Bảo của chúng ta đã bị cá đây, đây. Bác này. Chưa? Ăn của biển không dễ dàng đâu. Ăn của biển khó lắm nha, chứ phải giỡn. Tại ngu á. À, anh ta quyết định nhảy xuống và không biết có gãy cái chân còn lại không. Đấy. 2-3 âm. Nước sâu lắm các bạn ơi, mát lắm. Vậy à. Sao? Để cô. À. Sâu thiệt. Chết quên. Bơi vô trong đó cũng là mát một cái trời á. Quên mở góc rộng đó rồi. Ôi, chúng ta đừng bơi, ở dưới cái thích gì tiêu rồi. Trời ơi, cây ngô quá trời trời dưới này. Trời ơi. Nằm ngửa mà bơi. Anh ta cũng nhảy luôn rồi. Gần vô bờ rồi. Đã đạm đất. Chân đã chạm đất rồi. Trời ơi, cá quá trời kìa. Ta đánh lưới ở ngoài kia nè. Ào. Cá quá trời cá luôn. Trời ơi. Ở đây đi. Rồi giỡn cá. Người ta muốn hả? Có lưới bọc phân hả? Ồ, đã trời. Thôi. Mình vô giỡn gỡ cá thôi. Trời, ta nói cho các bạn biết nha. Nói chưa, tôi thì cũng bực lắm á. Ông kia cũng chạy á. Đi sinh tồn quá. Đi sinh tồn mà như vậy nè. Trời ơi. Tôi tức ghê luôn á. Mang tiếng đi sinh tồn mà như vậy thì thôi chứ. Mà nãy đứng gỡ, xong bây giờ tới ngồi gỡ rồi. Ngồi gỡ thế nào rồi. Trời ơi. Nãy giờ mình gỡ chắc được 20-30 con gì thôi. Mình gỡ không hết. Mình chưa có kinh nghiệm gỡ. Đây có một con cá bóng. Ý, dạ, con cá bóng hoa nè. Ý, nó còn sống nè, nó còn ngáp nè. Mấy cá bóng sống dài ha. Mấy cá này nướng. Nướng ăn ngon á. Nướng ăn rất là ngon.
Chà, cá rô. Ủa, mấy cá rô này xương không à. Nướng ăn ngon hả? Đây là cá, cá san hô nè. Cá ăn san hô. Cái mỏ nó cứng, nó cắn san hô được. Ôi, mẹ cá rô nè. Cứng nhắc hả? Đá này. Cá này cá gì ăn? Giống cá mú hả? Cá cái gì? Cá cái chì dâu. Chì dôi hả? À, theo được biết thì mình bác địa phương gọi là cá chì vôi à. Đây u toàn cá đó không à. Cá này cá trích nè, cá trích à. Ôi nãy giờ gỡ một đống lưới, gỡ từ lúc cá tươi cho tới lúc cá cứng ngắc luôn vẫn còn ngồi gỡ. Là con gì vậy? Mẹ cá gì mà mở chút xíu cho. Nhìn mặt nó ngu quá. Thôi, tiếp tục bay vô gỡ thôi, còn một ít nữa thôi. Sau một hồi chơi bời leo lỏng thì chúng tôi cũng trở lại với biển và chuẩn bị bơi ra lại chiếc thuyền ngoài kia. Xa lắm, rất là xa. Nhìn thấy gì nó xa lắm. Làm sao để bơi ra đây? Đó 30 mét à. Cố gắng bơi mà. Đây anh này vừa kia đang thả thính để dừng lít cá. Tội nghiệp thanh niên rồi chân dưới kia. Mình nói là cách đó dễ dàng ơi. Còn hắn quỳ chân rồi kệ bà. Cái tay nó đầy đuối mẹ đó. Nữa chứ nữa. Cuối cùng cũng lên. Ây da. Rồi công cuộc đi chung cá đã xong. Cá đâu, cá của chúng tôi đây. Bỏ dưới rồi hả? Trời ơi. Từ từ đi, xếp xếp mấy con này lại. Đây, đây là cá hồi nãy chúng tôi câu được. Trời ơi, trên tàu còn kiến luôn nè. Đây, đây là mấy con cá. Nãy chúng tôi câu được à, cảm thấy ăn không đủ cho nên là chúng tôi lại đi xin thêm cá này. À, đứng gỡ một hồi rồi chúng ta được một bị cá như thế này, bị cá suốt nhiều lắm á, đây chắc cũng 5 kg hơn chứ. Rồi bây giờ chúng tôi lại lên đường, đi đâu không biết. đang kéo neo lên. Ai, cái neo. Wow, it's so big. Rồi lên rồi. Chúng ta nhỏ neo và chuẩn bị lên đường khơi. Nhìn lại bãi lần cuối nào.
có cục đá rất là vô duyên. Cục đá vô duyên quá thiệt. Bên kia thì có cái lỗ vô duyên, đây có cục đá vô duyên. Ghê chưa? Mày hả con? Mình thả về, mình thả tụi nó về. Này trống nước không? Trống chứ. Trống nhưng mà được. Con lấy cái kia chụp hình đi cho nhắn. Đẹp quá trời nha. Từ má ơi. Chụp từ má. Rồi nhưng mà bấm nút xong đưa vô mặt em cái. Rồi. Tụi mình bây giờ là thời gian để chụp phim. Hồi nãy chúng tôi đã gỡ cá suốt nhưng cuối cùng lại xin cá. Xin cá đủ thứ, là cá li ti, cá tùm lum, cá tạp về nhà để nướng ăn. Mấy con cá này dưới rặn san hô nó nhiều ghê lắm nè. Con cá kia là chúng tôi để bán. Cá kia là để bán sống ban ngày, còn cá này là để ăn. Đã chưa? Đã cá tươi tươi giói luôn á, trời ơi cá này còn ngon hơn cá cuối cùng cá câu quăng bên kia. Cá câu quăng kia rồi thơm quá trời. Rồi cá chín giờ, cá sống, cá sống, cá chín giờ rồi. Mình thử cá bấm đã. Ui, cá sướng không. Ui, nóng quá. Ăn ngộ cái gì đó. À, ăn gì mới ngon. Thôi rồi. Đã bác. Ra đi. Thịt nè. Ngọt thật à. Ăn gì cút chết luôn chà. Vợ ra chi trời, ra tháng những vợ ra đẻ hay gì là nghỉ nghỉ sản. Đây mọi người coi, đây là cá hồi nãy chúng tôi bắt được, đây là cá câu được, còn cá này là cá sinh. Cá suốt rồi cá sinh, còn cá nhá này là cá câu. Trời ơi, đây là cá gì, cá gì, ủa con này cũng gì luôn hả, kêu gì sọc. Đây cũng là con cá gì à? Hồi nãy mình nói lộn cá chì voi á mà nè, cá gì à? Ăn thử à. Ngon. Nước thịt ngậm đã quá. Sau khi hai thằng ăn thì đây mình hết sạch luôn, còn gì nữa. Được chưa? Hết sạch luôn, cá còn được một hai con, lát ông ăn ăn tươi nước sống với con này luôn. Cái này nữa, cái này ông cũng ăn luôn. Mình bảo mà ăn gì anh ăn cũng được trơn á. Ăn khá khổ lắm. Ăn rồi ngồi coi ông ăn cho, ông ăn rồi múc tay nè, múc chân nè. Cá sống rồi không? Cá còn sống luôn á. Cá còn sống luôn. Bọc ai? Cá nó tức quá, nó nhảy xuống không? Ông ăn ngon lành quá trời bấy. Ngon như thịt gà vậy. Trời ơi. Này, đi khổ lắm phải không? Ghê thiệt. Rồi clip đi câu cá và ăn cá đến đây là hết rồi. Mọi người nhớ like, share và subscribe clip chụp mình nhé. Bye bye. Đón xem clip tiếp theo.